anh em đến tới Thông Bay Lóc kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Mới tập á, mình đi là cơ thể mình nó chưa chịu được á. Ở đây xong tối nó mệt lắm, nó rã hết rồi. Đồ cạo đầu đồ quên có hết chứ? À có. Một bữa có mà đi á tự nhiên xả hết luôn. Xả xong rồi người ta cho trở lại. Trở lại hả? À, Phật tử rồi cho rồi. Đây để cầm cho chút đó. Thôi được rồi. Được đồ đã, đồ đây không? Rồi. Đi thầy nếu mà nãy đi đường rồi cứ quên sơ cũng dễ lắm. Quên phải chờ thầy xíu chứ. À chứ không có cái chỗ nào cứ nghĩ thì sư tới giờ sư đi nhanh lắm. Chúng tôi để con đi xuống đây thử đoạn đây thôi. Ở đây đi, dừng tí đây đi, chờ sư đi luôn. Có hai thầy trò mà quên cũng mệt rồi, quên uống nước đi. Này, chỗ cái bóng cây này mát. Mấy anh kia chắc đi hộ thời gian rồi họ về. Dạ đúng rồi. Đây này, dừng đây đi. Cứ ráng theo đoạn nữa đi, có gì chỗ nào mình ngồi mình nhảy đúng. À, vậy hả? Cái áo này của Owen, cái này là Owen lấy ở đâu nhờ không? À cái đây là cũng mấy anh đi cùng á, thấy vậy à. Chứ còn thật ra y phấn tảo thì phải tự mình nhặt, tự mình may lấy mới gọi là y phấn tảo được. Nãy giờ có quay không? Thì cái đoạn nào thấy được thì rồi. Cái đoạn đó cho gia đình được. Quên biết rồi, để biết thường biết nói gì đâu. À, mẹ Quên nhờ. Mẹ thương quá. Do nếu mà có hữu duyên thì vài tháng nữa để cũng quay đi về với sư á. Cũng lên lại con tâm á. Cũng có khi đi qua Ninh Thuận ấy. Nếu mà nhà Quynh chỗ nào gần mặt đường á? À, không, ở trên cái vùng quê. Chỗ nào Quynh đọc thì nếu mà hữu duyên đi ngang qua thì cứ đi ngang qua Phú Quý là được. Phú Quý ha. Do đệ cũng nguyện theo sư á nên là từ đây tới chết là cũng nguyện đi bộ theo sư thôi. Đi bộ cứ đi tới cùng tứ sư, cùng trời cuối đất luôn. Đây này, chỗ đây mát này, được cái này. Nó có cây cỏ. Con theo thầy tức là thầy đi không thay đổi là không ra mồ hôi, không có kêu mệt mà ăn đúng một bữa, mà con là mục đích hai ngày nay là chứng minh là thầy đúng như là thầy nói, tức là ăn đúng một bữa, thậm chí còn không chưa tắm gì, chả biết thầy về sinh hoạt thì còn như là làm luôn như là, nhưng mà cái sức khỏe của thầy cho nên chúng con rất là muốn để chúng con là người bình thường thì tu làm sao mà để được có cái sức khỏe không được như thầy, nhưng mà gọi là để hết bệnh tật
ấy, và mất cái đau đớn, mất cái phiền não để một được một cái cặp mắt trong sáng rồi là một cái thân cái nụ cười này đấy, hay là sức khỏe thì như vô địch của thầy. Đấy, chúng con là muốn đỡ tỉnh thầy bày cho chúng con một cách tu là đơn giản mà hiệu quả. Thưa mọi người, là cái đó là thưa thầy là con cũng không thể biết được cái đấy, nhưng mà con nghe lời Phật Thích Ca dạy giới định, con theo thầy định, mọi người cứ theo giới định là sẽ đạt được cái đấy. Điều Phật Thích Ca dạy là gì được? Chúng con thì biết là năm giới là thầy vẫn nói, mà chúng con cũng đã cố gắng giữ, tức là không trộm cắp, không sát sinh, không coi như là nói dối, không có tà dâm, và không coi như là uống rượu ở đấy, cái đấy thì con bỏ được. Nhưng mà còn ngoài ra để mà đạt được như một phần nào đó của thầy thì còn phải giữ thêm cái giới gì là giữ thêm 10 giới sa di, 250 giới tỳ kheo nữa, học nhiều giới lên thì càng đầy đủ giới, thì đầy đủ định thì đầy đủ tuệ, đồng học niềm tin vào chánh đẳng giác Phật Thích Ca Mâu Ni thì sẽ học được. Anh như thế. Chắc con hỏi thầy là bây giờ là những chú con này là những cái năm giới đây là muốn để mà làm 80% gốc ngồi thiền như thầy này, không đau chân hoặc là đi bộ mà coi như là cảm thấy còn mệt nữa đấy, nên là mới không có là cái phiền não mà được như thế thì con thì cho cụ thể thêm một cái gọi là cái giới gì mà cần quan trọng nhất là muốn cần phải giữ lại. Về cái kinh Sa Môn Quả, kinh Trung Bộ, cào bỏ râu tóc, đóng áo cà sa, giữ giới tu hành giới định tuệ Phật dạy là sẽ đạt được. Anh như là Phật thực ra là anh ơi, là con muốn hỏi một câu nữa được không ạ? Tức là con thì trước giờ con nghe thì rất nhiều cái pháp môn tu như là là tịnh độ tông, nên là Phật tức là thiền tông, nhưng mà không ngại từ ngày coi như thầy xuất hiện trên đây cũng con mới biết thêm là có một cái pháp tu nữa là đồng đạo. Đúng rồi, nhưng mà lại chưa có một thầy nào nói. Nhưng mà chính cái pháp hành của thầy ấy là hôm nay chị con chính thức là biết được có pháp tu nữa là hạnh hòa, thì con mới nhớ ra là cái ngày Ma Ca Diếp là người đầu tiên mà Đức Phật đưa cảnh hoa sen lên là ngày giác ngộ bằng 500 đại đệ tử thì có duy nhất. Thì bây giờ con mới sự nhớ là cái pháp này là chính người mà tu theo pháp này được thầy đắc quả nhất, đúng không? Pháp môn đúng là quan trọng nhất là mình đặt niềm tin Phật rồi phát tâm tu thành vô thượng chánh đẳng giác để độ đến tất cả mọi người được hạnh phúc. Con hỏi một câu nữa, tức là mọi người bảo ấy thì là cứ nói rất nhiều thì là thầy đi bộ như này mà như này thì làm gì có lợi lạc cho sống gì đâu. Thế thì là thầy thì theo thầy thì nhiều người nói như thế thì thầy suy nghĩ nào vào về cái mọi người nói thế. Con hỏi mọi người ở nhà, mọi người đi bộ hành đấy, thể dục thể thao có lợi ích gì không? Đấy, A Di Đà Phật, đúng ở đây. Đấy như mọi người rất thắc mắc, thầy đi bộ này là 22 là thầy một biểu tượng cho một cái sức khỏe, là một tấm gương sáng cho mọi người. Có hôm nay chúng con sức khỏe, con đã thỏa mãn rồi. Tức là thầy định đi theo cái pháp môn này đến bao giờ ạ? Con thì phân biệt tu hành Đầu Đà cho đến chết. A Di Đà Phật. Thế thì phước đức